Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Hôm nay em sẽ mở kiểm tra con chú này là 10 ngày hay 11 ngày anh Kiều? 10 ngày à? 10 ngày xem nó còn đây, nếu còn đây thì hầu như là an toàn rồi quý anh chị nhé. Là đi thụ tinh đã an toàn và về để đẻ đấy. Anh đang có lưỡi mèo thì đàn ông này đã có lưỡi mèo rồi. Vì bởi em tách đàn nhưng mà cái bởi em có tách đàn mà em đã lấy vượn viện cầu quý anh chị nhé. Viện cầu nhộng đấy bỏ vào đây thì nó rất mạnh thôi. Con chú này thì nó bị mất chú, bọn em phải làm mổ chúa cấp tạo thôi ạ. Rất mong quý anh chị xem và ủng hộ em Tony Tiến nhé, và chia sẻ cho video này cho bà con chúng ta cùng giao lưu và học hỏi nhau để nuôi đàn ong mật tại nhà để phát triển quý anh chị nhé. Chúng ta cùng giao lưu và học hỏi những cách kỹ thuật để phát triển đàn ong ạ. Nhất là tạo chúa, mổ chúa quý anh chị nhé. Đây anh thì kiểm tra trong chúa không? Chắc chắn là có. Hả? Có thì nó là vô tư là 10 ngày này được rồi, thì nó, chú nó khoảng tầm là từ 11 đến 12 ngày nó đẻ quý anh chị nhé. Mất chú là không bao giờ trên được. Dạ. Thế chắc chắn con mà đàn này nghe hôm nọ bụng to rồi con chú đúng không? Chưa. Bụng nhỏ nhỏ nhưng mà đi chậm. Còn đàn kia là nghe con chú đi nhanh sợ gì thụ chưa được. Thường thường ngày thứ 5 mà nó không thụ được thì nó phải ngày thứ 6 phải đi quý anh chị nhé. Đông. Vì mất chú là không bao giờ còn vào. Vì cái đàn quý anh chị phải hiểu cho em, cái mà em tách đàn hầu như cái cầu bọn em có nhiều số tổ đấy, thì bọn em sẽ lấy cái cầu khác để viện vào đây nhé, cho nó mạnh lên ạ. Cầu nhộng để nở ra để phát triển cái đàn nó nhanh hơn ạ. Bọn em thì mùa này tách ra thì hiểu là lấy chúa thôi chứ không phải là lấy mật được. Mùa này lượng mật thì nó cuối hè sang thu rồi quý anh chị nhé. Mật cũng vít nắp đầu bên đây cũng vít rồi quý anh chị ạ. Lưỡi mèo đã to, xây to rồi quý anh chị thấy này, mức độ đàn này mà bắt đầu mà nó đẻ ra là hầu như là phải viện cầu mới, bỏ chân tầng mới đấy. Nó đông nữa thì nó khóa đông, cầu bên này nó bịt đầy quý anh chị nhé. Đầu này có bao nhiêu cầu đó. Ừ, chú ở đây rồi. Khả năng đẻ rồi. Chú ở đây rồi quý anh chị nhé. Bụng to rồi. Bụng to này quý anh chị ạ. Đó, em zoom lên cho quý anh chị xem đấy. Để anh Trường cứ để yên để em chụp ấy. Cái mắt cũng thấy rõ. Đây có, thấy rõ đây. Đây, chú ở đây như quý anh chị nhé. Còn tay em chỉ đây. An toàn rồi. An toàn này quý chị nhé, bụng to này như này là có chắc chắn rồi. Bụng to đó. Thì giờ thì chờ ngày đẻ thôi quý chị ạ, nó 10 ngày rồi, một là ngày mai đẻ hoặc là ngày mốt đẻ đây, một con đi tha phấn hoa về rồi quý chị này, ông thợ này. Tao mới bảo tôi đoàn là có địa điểm hoa phật nhiều nữa, đó rung. Ừ, nó rung lên thanh chị chưa? Này nó rung đây là riêng con này để em xem đây, nó đang rung nha quý chị nhé, đấy cái con mà nó rung cái ấy là ý nè. Điều mũa nó. Nó mừng ấy quý anh chị nhé, nó mừng một cái phấn hoa nhiều để xem để báo động cho đàn biết ạ. Đàn biết địa điểm hoa gần hoa xa vậy. Để nó kiểu như nó cũng di chuyển như con người mình ấy, kiểu như chỗ nào thức ăn ngon ấy. Đấy nhưng chị ấy thì một con đấy nó rung thôi nhé. Cái này là cũng là một cái mẹo hay để quý anh chị bà con chúng ta nuôi ong áp dụng nhé. Đó là kêu bằng điệu múa của ong. À, anh kỹ thuật anh bảo kêu điệu múa của ong là mừng vũ điệu có nhiều phấn hoa quý anh chị nhé. Vì con chú an toàn đây, con này cũng về đây, một con này cho nên nó cũng đang chưa không báo động, một con hiểu một con nó báo động nhiều thôi, con ấy chuẩn bị báo động. Đi đó. Quánh luôn. Nó đi hết rồi quý anh chị nhé, nó không phải là từ trên xuống dưới đâu. Con này cũng thế đây, nó cũng có mà nó kiểu như nó con đó, con ấy hai con đều báo động quý anh chị nhé. Những con có phấn hoa vàng vàng này quý anh chị nhìn thấy thì nó nắc rung người đó. Nhìn rõ, em zoom lên mà. Zoom lên cho to nhìn cho quý anh chị bà con chúng ta nhìn rõ hơn ạ. Là những điệu mừng vũ điệu samba của ong nha quý vị nhé, samba của ba xin nhưng mà đây ong của ong ạ. Mừng chiến lợi phẩm của phấn hoa của đàn ong chúng ta đã có nhiều phấn ạ. Là báo động nó mừng là nó lấy về nó nhiều quý vị nhé, và nó báo những con khác đi dẫn đường con khác đi nữa. Nhìn cái vũ điệu samba của đàn ong ăn mừng quý vị nhé, thấy hai chú ong tha phấn vàng về. Ong ăn biệt nổi khúc nó. Thì nó cũng coi như là nó không ngôn ngữ của mình, nó khác ngôn ngữ của nó. Mình phải hiểu thế. Nó dùng bằng cái điệu nhảy samba của phấn hoa đấy ạ. An toàn. Như vậy là anh cũng nói là đàn ong này bọn em tách ra cũng dù mủ chúa cấp tạo mà đã an toàn quý chị nhé. Thì giờ nó bụng nó to rồi, quý chị nhìn con chúa đấy biết chắc chắn nó bụng to rồi, là thế để ngày nay, ngày mai mới ngày 11 ngày 12, thường là ngày 11 ngày nó nở ra, 11 ngày đến 12 ngày nó đẻ quý chị nhé. Như vậy là bọn em đã an toàn rồi. Giờ từ chút em sẽ kiểm tra cái ổ khác. Ổ này coi như đã an toàn tốt đẹp. Và chúc mừng chú ong nhảy điệu múa thăm ba nhiều phấn hoa nhá.
Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng đây. Xin quý anh chị xem thấy hay thì nhớ ủng hộ em bằng tinh thần tặng em một like và chia sẻ video này cho bà con chúng ta cùng biết cách chăm sóc đàn ong hiệu quả nhất nhé. Rồi em xin chào ạ.